心事，没停止喧哗，本是逍遥自在一生，他却在心上落痕，怎奈爱越陷越深，携手一路奔红枝桠，芳心已萌芽，怎么参得透缘分？爱他深邃的眼神，画下一圈圈年轮，长相厮守心上。Tập 25. Có thật này. Thiếu phu nhân. Ừ. Sao cô lại tới? Có phải Thắm Nhi có chuyện không? Không phải. Căn viện của thuốc có cái đèn đá, bên trên có tượng La Hán đầu trọc. Ở đâu? Còn tìm đèn đá làm gì? Mau nói Thắm Nhi. Thắm Nhi làm sao? Hồng Hy Nhược. Ta đang nói chuyện với cô. Nói gì mà nói? Thắm như cái gì? Hai người tạm tạm được rồi. Tạm tạm được rồi. Đại công cáo thành.
Xin lỗi, ta không phải cố ý giấu chàng. Chàng hãy nể tình ta đáng yêu, tha thứ cho ta được không? Nếu chàng không nói, ta coi như chàng đã đồng ý. Ta không đồng ý. Lẩm bẩm nói chuyện dài đấy. Còn không phải vì phu quân cả ngày bận công vụ, ta nhớ chàng quá. Nhưng tinh thần vừa rồi của nàng không giống. Nói, có phải trong phòng giấu nam nhân khác không? Trong phòng này ngoài ta ra còn có ai nữa? Vậy ta phải kiểm tra kỹ mới biết được. Đáng ghét. Phu nhân, vì sao nóng vội vậy? Đợi chút, bây giờ còn chưa phải lúc. Vậy bây giờ nên làm gì? Và làm gì đó? Ta để phu nhân ở một mình lâu như vậy, quả thực nên kiểm điểm lại mình. Cho nên muốn bù đắp cho phu nhân. Đại ma đầu, cho đừng qua đây. Lạc mềm buộc chặt, chiêu này không tác dụng với ta. Ta sẽ không khuất phục. Vậy ta chỉ đành hy sinh chính mình vậy. Dùng mỹ nam kế. Này, đừng mà. Người đâu? Tranh của cô hoàn thành rồi. Tranh đã vẽ xong. Mẹ ta đâu? Người giấu mẹ ta ở đâu? Người giao tranh ra, ta tự khắc nói cho người biết. Đợi đã, ta còn một điều kiện. Mau nói. Sau khi ngươi lấy được tranh, không được uy hiếp ta, cũng không được làm hại bất kỳ ai bên cạnh ta. Lời chúng ta từng nói, chuyện chúng ta từng làm, không được nói cho bất kỳ ai. Giao tranh ra, mọi thứ đều dễ nói. Đi thôi. Đi đâu? Đi kiểm tra tranh thật giả. Ta ra. Ngươi tưởng là ngươi trốn thoát được sao? Vừa rồi còn nói sẽ thả mẹ ta, sao nháy mắt còn muốn giết cả ta? Ta cũng nghe theo lệnh của người khác. Ngươi đừng trách ta. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Rốt cuộc có mục đích gì? Lạc An Công hiện tại không phải là chính nhân quân tử. Vị trí của ông ta vốn là cướp của chúa công của chúng ta. Toàn bộ người trong Lý phủ đều vô tình vô nghĩa. Ngụy quân tử tham lam quyền lực. Không, không phải vậy. Ta từng cũng tưởng vậy, còn dễ rất nhiều tin đồn xấu đã kích bọn họ tham lam lười biếng. Nhưng mà sau khi ta vào phủ mới phát hiện, bọn họ chỉ vì quyền quý mà bị bách tính bình dân suy đoán ác ý. Thực ra bọn họ giống chúng ta, đều là người có máu thịt. Không ngờ đường đường Quan Hỷ Tiên lại ngây thơ như vậy. Vậy phải xem ngươi có thể sống đến khi những người tốt đó cứu ngươi không. Ta không cần chờ nữa. Chúa công, bá phụ, sao lại là ngươi? Đương nhiên là ta. Phụ thân đối với người tốt như vậy, sao ngươi lại làm vậy với ông ấy? Đây là hắn nợ ta. Trước lúc phụ thân con lâm chung, từng để lại một bức di thư. Lui ra đi. Trong di thư, ông ấy truyền tước vị lại cho con. Sao chứ? Đại phu, mau gọi đại phu. Thúc phụ, mau nói đi. Di thư bây giờ ở đâu?
Phụ thân con nói, chỉ cần con tìm được Tứ Đại La Hán Đồ, con có thể có được thứ con muốn. Hóa ra tước vị là của ta. Mọi thứ Lý Cảnh Thông bây giờ có được đều cướp từ tay ta. Bây giờ ta muốn đoạt lại mọi thứ ta đã mất. Bá phụ, có lẽ chuyện không như người nghĩ. Bất kể chuyện này có hiểu làm gì đều không đáng kể. Người dứt bỏ tình thân, đối địch với người nhà. Tình thân, người nhà. Ta là trưởng tử Lý gia. Những năm đó vì bọn họ ở Tống gia nhẫn nhục chịu đựng, ta hy sinh lớn như vậy. Tước vị này đương nhiên do ta thừa kế. Nhưng mà Lý Cảnh Thông ta lại nhân lúc ta chịu khổ cướp đi thứ nên thuộc về ta. Đây là người nhà mà cô nói sao? Chờ bọn họ trả sạch mọi thứ nợ ta rồi hãy nói tình thân với ta. Phụ thân sao có thể không biết khổ sở người đã chịu? Mặc dù không biết bá phụ và phụ thân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng thời gian này phụ thân đối với người, đối với chúng ta, đối với tất cả mọi người, ta đều nhìn thấy rõ. Bá phụ, tước vị đối với người thực sự quan trọng tới thế sao? Ta ở Tống gia nhẫn nhục mười mấy năm, tận mắt nhìn tước vị bị người ta cướp. Nỗi đau trong này cô biết được bao nhiêu? Nhưng Lý phủ hiện tại đã không cần nhiều lời. A Sương, nếu như đã xác nhận được bức họa, nữ nhân này giữ cũng chẳng ít gì, ra tay đi. Dừng tay. Thả quái ra. Nếu người dám tiến lên một bước, ta sẽ lấy mạng của ta. Rốt cuộc vì sao ông lại làm như vậy? Món nợ mười mấy năm của ta và cha ngươi, tiểu tử thối ngươi sao có thể hiểu được? Ông có biết ông làm vậy phụ thân sẽ đau lòng cỡ nào không? Lúc hắn đoạt tước vị của ta, có từng nghĩ tới cảm nhận của ta không? Phu quân, Lý phủ chưa từng để ông phải chịu chút thiệt thòi. Ông làm vậy làm ta xứng đáng với tổ tiên của Lý phủ. Người im miệng. Người nên nói xin lỗi là phụ thân ngươi. Lên. Phu quân, Hy Nhược. Hy Nhược, không sao chứ? Chúng ta đi. Gọi Diệp Thi Hàn. Dân,
còn sống. Thật là tốt. Đại phu, đừng gọi nữa. Chàng ngồi với ta thêm một lát. Vậy nàng đã đỡ hơn chưa? So với uống thuốc không gọi được tên của Diệp Kỳ Hàn, như thế này ta sẽ khỏi nhanh hơn. Nàng sao ngốc thế? Tối qua rõ ràng đã nói không được tùy tiện hành động. Đừng mà. Chàng, cho dù dùng 10 lần, ta cũng không khuất phục. Vậy sao? Này, đừng. Ta sợ nhột. Đừng cù lét ta. Đừng mà. Mỹ Nam kế của chàng là cái này sao? Sao vậy? Phu nhân có vẻ không được hài lòng. Xem ra ta phải dùng tới tuyệt chiêu. Thôi thôi, đợi đã. Nghĩ kỹ chưa? Muốn nói rồi à? Nếu ta nói thật cho chàng, chàng nhất định sẽ không tha thứ cho ta. Tha thứ hay không nằm ở ta, nhưng tin ta hay không là ở nàng. Không phải ta không chịu tin chàng, cũng không phải ta sợ mất mạng. Chỉ là cái gì? Chỉ trách ta nhất thời hồ đồ, cho nên mới có nhiều người vì ta rơi vào nguy hiểm. Ta nên làm sao đây? Được rồi, được rồi. Mẹ nàng không sao. Cái gì? Làm sao chàng biết? Ta thấy cử chỉ của nàng quái lạ, đã sai người âm thầm điều tra. Kết quả quả nhiên phát hiện Nhạc Mẫu gặp bất trắc. Có điều nàng yên tâm, A Mão đã kịp thời tới cứu bà ấy rồi. Mẹ con sống trường thọ 100 tuổi, tạm thời chưa chết được. Tốt quá, mẹ không sao. Xin lỗi, là ta phát giác ra muộn, để nàng phải một mình đối mặt. Nếu sau này còn có chuyện như thế xảy ra, ta mong có thể cùng nàng gánh vác. Được rồi, bây giờ đã không còn gì phải lo nữa. Có thể nói những chuyện nàng biết cho ta. Ừ, ta nói cho chàng. Nói cho chàng. Cái gì cũng nói cho chàng. Ta đã làm nhiều chuyện sai. Nếu còn làm hại chàng vì ta mà bị thương, ta càng không có mặt mũi nào nhìn chàng. Ngốc. Chuyện sai lớn nhất của nàng là giấu ta chuyện nguy hiểm như vậy. Này, nàng mau nằm xuống. Hùng Hy nhục ta xin thề, kể từ bây giờ sẽ nói hết tất cả mọi chuyện với phu quân. Bây giờ nàng nhận sai đã không kịp rồi. Phạt nàng mãi mãi ở bên ta. N-
Ta còn có thể có cách gì? Phu nhân đành phải ngoan ngoãn chịu phạt vậy. Phụ thân, chuyện của tổ chức Sen Ngàn Cánh đã tra rõ, trong đó một phần sát thủ đã thoát. Hiện tại bá phụ vẫn đang chạy trốn, không biết tiếp theo nên xử lý ra sao. Đưa an toàn về là được rồi. Vâng. Đúng rồi phụ thân, bá phụ có vẻ như đang tìm đủ mọi cách tìm di thư tổ phụ để lại. Không biết phụ thân có biết hay không. Di thư? Di thư gì? Vậy chờ sau khi con tra rõ, bẩm báo lại với phụ thân. Vô vị. Sao các người ai ai cũng nhàm chán vậy? Một trò chơi giết thời gian cũng không nghĩ ra được. Đi đi. Dân, đi. Đi mau. Lát nữa Tống tiểu thư nghĩ ra trò mới gì sẽ gây thêm phiền phức. Đúng đó, ta cũng sợ cô ấy quá rồi. Ta thấy cô ấy với Tống công tử kia đã thông đồng sẵn, đến gây rắc rối cho Lý phủ. Đúng vậy, sao không ai chơi với ta vậy? Ôi. Phim được thuyết minh bởi Aramat Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Công tử, ngài đã không ngủ cả ngày cả đêm rồi. Nghỉ một chút đi. Nay công gia đổ bệnh nặng, ngài không thể bệnh theo được. Cả Lý phủ còn phải nhờ ngài chống đỡ. Giờ không có tin tức gì về hành tung của bá phụ, sao ta dám nghỉ ngơi? A Mão sẽ dốc hết sức mình. Ngươi cũng cực rồi, lui đi nghỉ đi. Này, đại ma đầu. Sao đến đây chứ? Có người bảo ta gửi cho chàng một bức tranh. Mấy hôm nay công tử bận rộn việc nhà, sức khỏe không tốt. Nhìn thấy bức tranh này, có phải tâm trạng tốt lên nhiều không? Vẽ xấu quá. Này, ai nói vẽ xấu? Xuân Lệ, nhảy lên đi. Cao hơn nữa. Cao hơn nữa. Tiểu thư, cao quá rồi. Theo ta, Tống tiểu thư đến phủ liên hôn rõ ràng chỉ là cái cớ, kết hợp với huynh trưởng của mình làm đảo lộn hết cả Lý phủ mới là thật. Coi chừng đó, lỡ như bị Tống tiểu thư ngang ngược đó nghe thấy, chúng ta phiền phức. Ai giật các người cái gan đó, dám bàn tán chủ nhân? Tiểu thư tha tội, nô tỳ không dám. Bản tiểu thư cũng không phải kẻ vô lý, tự ra hậu viện nhận phạt đi. Vâng. Xuân Lệ, tiểu thư em cố hết sức rồi, em không giới tới. Nhảy cao hơn nữa. Nhảy đi. Này, mấy người giúp ta giới, lấy con diều xuống. Đứng lại. Các người có ý gì?
cố ý né bản tiểu thư. Tống tiểu thư hiểu lầm rồi. Chỉ là dạo này công gia không khỏe, mọi người đều bận đến kiến Trương đường phụ giúp. Nếu có gì không hợp lễ nghĩa, mong Tống tiểu thư thứ lỗi. Bình thường ai nấy cũng rảnh rỗi, sao vừa gặp ta là bận hết. Giờ các ngươi lấy con dìu xuống cho ta. Các ngươi có biết mình đang làm gì không? Tam gia, tại sao các ngươi lại dám vô lễ như thế với khách quý chứ? Tam gia, bọn ta... Giờ ta nói các ngươi biết, cô ấy là nương tử sau này của ta. Để xem các ngươi ai còn dám bất kính với cô ấy. Tam phu nhân, đi đi. Huynh trưởng, đệ nghĩ kỹ rồi. Đệ và Thánh Nhi đều thích nhau. Đệ muốn cưới cô ấy làm vợ. Cảnh Hữu, vừa mới xảy ra chuyện hóc búa kia, đệ chắc chắn là muốn cưới cô ấy chứ. Nào nào, Tống công tử vừa làm không ít chuyện quan đường trong phủ. Sau khi cưới, Tống tiểu thư này khó dây vào lắm. Để nghĩ kỹ chưa? Huynh trưởng, sau khi cưới cô ấy sẽ là người của Lý gia, cũng là phu nhân của ta. Mọi lời nói hành động của cô ấy đều thuộc trách nhiệm của ta. Nhưng mặc kệ người khác nói sao, tóm lại đệ đã hạ quyết tâm phải cưới cô ấy. Đệ, phụ thân, tiểu thúc phụ đã dùng hết cả tấm lòng thì chúng ta cũng không nên phản đối. Lời phu nhân nói rất đúng. Huynh chịu cưới ta thật sao? Huynh không lo là ta sẽ gây ra phiền phức gì sao? Dù có gây phiền phức, ta cũng sẽ xử lý giúp muội. Thôi, đừng khóc nữa. Khóc xấu mắt thì lúc thành thân sẽ không đẹp. Thành thân gì chứ? Bản tiểu thư còn chưa đồng ý. Vậy muội lại hối hận à? Đâu có. Một lời nói ra của bản tiểu thư tứ mã nan truy, thì là công gia vẫn chưa hoàn toàn đồng ý mà. Muội yên tâm, dù thế nào ta cũng sẽ cưới muội về làm nương tử của ta. Này, y phục của ta. Mặt huynh càng nhìn càng đẹp. So với hai đứa cháu của huynh thì có duyên hơn nhiều. Xem ra bản tiểu thư nhặt được bảo vật rồi. Giờ mới phát hiện thì cũng không hẳn muộn. Chúng ta sắp thành thân rồi thì ta nghĩ quy tắc của Lý gia cần phải dạy muội. Ừ, điều đầu tiên, sau này không được nhìn các nam nhân khác. Ừ, cho phép. Còn nữa, không được thay lòng. Ừ, đồng ý. Phải cảm thấy ta là người đẹp nhất thiên hạ. Huynh vốn dĩ đẹp nhất mà. Thắm Nhi, muội không sao chứ? Ta đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy, muội cũng đồng ý à? Để ta xem có phải muội bệnh rồi không. Đồ ngốc, bản tiểu thư tỉnh táo lắm. Lẽ nào là ta bệnh?
biết là huynh tốt với ta, cho nên huynh nói gì nghe cũng như đang nói tốt. Ta cũng lười so đo với huynh lắm. Thắm Nhi, sau khi cưới muội, cả đời ta sẽ không buông tay. Này, Thánh Nhi. Sao vậy? Thấy hai người luôn đối đầu đến được với nhau, tâm trạng tốt vậy à? Nhìn thấy người có tình đến được với nhau, đương nhiên là tốt mà. Là vì giống chúng ta sao? Bân Nhi. Mẫu thân. Mẫu thân. Mẫu thân. Phụ thân đã ngủ rồi. Bọn con đang định về Tiếu Phong Quyển. À, con đợi tí. Hy Nhược, con lại đây. Ta có thứ này cho con. Hy Nhược, đây là linh dược ta sai người kiếm ở Tây Dược cho con. Con đó mà uống vào, đến lúc con sinh con là có thể bớt đau. Sao vậy? Vì mẫu thân lo lắng rồi. Hy Nhược, đa tạ mẫu thân. Nói ra cũng lạ, con cũng mang thai được một thời gian rồi, sao không thấy bụng lớn hơn? Hay là mời đại phu khám lại? Mẹ khám cho con. Ôi, à, ôi, sao vậy? Ôi, ta, đứa nhỏ lại đang đạp. Ta, bụng ta đau quá. Mẫu thân, Hy Nhược không khỏe, con đưa cô ấy về đây. Được, mau đi đi. Về đi, mai con sẽ đi thỉnh an mẫu thân. Đi đi. Này, đừng có chạy chứ. Chậm thôi. Đừng để ngã. Thiệt tình. Phu quân, làm sao đây? Có khi nào mẫu thân nghi ngờ rồi không? Giờ không chỉ chuyện của bá phụ. Bụng của nàng cũng là chuyện rắc rối. Đúng vậy, lại qua hơn một tháng rồi. Chàng nói xem, có phải ta nên kiếm bụng giả đeo vào không? Ý ta là đã đến lúc phải nói thật rồi. Nói thật. Lỡ như phụ thân nổi giận lấy mạng ta thì sao? Ta cũng không chắc chắn. Giờ không chỉ là nàng, những người biết được sự thật đều không thoát khỏi liên can. Hả? Không được. Không thể được. Không được. Không được. Làm sao đây? Nhưng nàng yên tâm, dù phụ thân trách phạt sao, ta cũng sẽ cùng nàng gánh vác. Công tử, chúng ta tìm được tung tích đại gia rồi. Ở đâu? Ở hướng đông nam, một ngôi sơn trang cách mấy trăm dặm. Không được bứt dây động rừng. Đợi ta bẩm báo phụ thân rồi hẳn lên kế hoạch. Dân. Thank you.
Những chuyện này bảo Hải Nhân làm là được rồi. Ta cũng chỉ muốn làm chút chuyện cho chàng. Chàng vừa đi bằng bạc sao? Với phụ thân sao rồi? Phụ thân nghe được tin bá phụ sức khỏe ổn chứ? Hiện giờ phụ thân cứ nhắc tới bá phụ là lại rầu rĩ. Vậy chuyện mang thai giả của ta cũng đợi phụ thân khỏe lại rồi hẳn nói. Chàng thấy sao? Chàng định khi nào đi? Sáng mai khởi hành. Bộ y phục mới làm này, chàng mau thử xem có vừa không. Này, không kịp rồi. Dù có vừa hay không cũng không còn thời gian sửa. Chàng lúc cấp bách không cần để ý tiểu tiết. Hồi trước lúc ở Nghệ Phường, ai cũng nói đại công tử của Lý Phủ là một con sói dữ, vừa máu lạnh vừa xấu xí. Có biết hồi trước tên của chàng toàn dùng để dọa nạt những đứa nhỏ không nghe lời không? Phu nhân cũng bị tên của ta dọa rồi mà. Hùng Hy Nhược này khi nào sợ mấy thứ dọa nạt này chứ? Hơn nữa, nếu ta biết con sói dữ này tuấn tú thế này, thì ta thà bị chàng dọa cả ngàn lần. Nếu cuối cùng phụ thân tha thứ cho ta, cho ta ở bên chàng, thì ta nguyện chịu phạt cả ngàn lần. Ta xin thề sẽ không để nàng đợi lâu. Ừ, ta cũng hứa với chàng, dù là lúc nào cũng sẽ ngoan ngoãn chờ chàng về. Trước khi trời sáng, ta vẫn còn một điều ước. Không biết phu nhân có thể thỏa mãn cho ta không? Bây giờ chuyện gia quan trọng hơn. Phu quân nghỉ sớm đi. Với ta, nàng là quan trọng nhất. Đợi ta về. Thank you.
金色年华和情书给你。